Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Làm Việc. Với sự bùng nổ của công nghệ như hiện nay, việc các bạn thanh toán bằng ví điện tử thay cho tiền mặt là điều hiển nhiên vì sự an toàn và tiện lợi của ví điện tử. Cho nên trong video hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn chi tiết cách đăng ký và cách sử dụng ví điện tử Viettel Money. Nói đến Viettel chắc các bạn cũng đã biết là sự phát triển, phổ thông và tiện lợi, vân vân. Vậy Viettel Money là gì? Viettel Money là ví điện tử, cũng như những ví điện tử khác. Các bạn có thể nạp tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua sắm online, vân vân. Và với Viettel Money thì rất tiện lợi trong thanh toán và luôn luôn có những cái voucher khuyến mãi để giúp cho các bạn dễ dàng thanh toán và mua sắm. Đặc biệt từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, khi các bạn nạp tiền vào tài khoản tiền di động của Viettel Money, các bạn sẽ có cơ hội nhận được 10 triệu đồng. Ngoài việc sử dụng tiền di động để chi tiêu, để có cơ hội nhận được 10 triệu đồng trước đó của Viettel Money. Vậy cách đăng ký và sử dụng như thế nào để có cơ hội nhận được 10 triệu đồng miễn phí? Ok, ngay bây giờ các bạn cầm điện thoại lên và làm theo mình. Đầu tiên trên điện thoại của mình, các bạn bấm vào đường link mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận của video. Nếu như các bạn sử dụng Android thì các bạn bấm vào đường link dành cho Android. Còn nếu như các bạn sử dụng iOS thì các bạn chọn vào đường link dành cho iOS. Thì sau khi các bạn bấm vào đường link, nó sẽ chuyển mình đến giao diện CS Play hoặc là App Store. Và đây là cái giao diện cài đặt của Viettel Money. Và Viettel Money được phát triển từ quân đội, cho nên các bạn yên tâm về sự an toàn và uy tín. Rồi các bạn chọn vào cài đặt để cài đặt ứng dụng vào thiết bị của mình. Rồi sau khi cài đặt xong, các bạn chọn vào mở. Rồi tiếp tục tại cái giao diện này, các bạn chọn vào bắt đầu ngay. Tiếp tục tại cái giao diện này, các bạn nhập số điện thoại của mình vào để đăng ký tài khoản Viettel Money. Rồi các bạn nhập số điện thoại của mình vào. Rồi lúc này một mã OTP sẽ gửi về số điện thoại của mình. Các bạn nhập mã OTP vào. Rồi sau khi nhập mã xong, các bạn chọn vào xác nhận. Tiếp tục tại cái giao diện này, các bạn chọn vào bỏ qua. Rồi ok, như vậy là mình đã tạo xong cái tài khoản của Viettel Money. Tiếp tục các bạn chọn vào xác thực thông tin để các bạn xác thực cái thông tin của mình. Thì để đảm bảo tài khoản và tuân thủ quy định của nhà nước, bạn vui lòng xác thực thông tin cá nhân của mình. Các bạn chọn vào xác thực ngay. Và lúc này các bạn sẽ chụp ảnh chân dung để xác thực thông tin của mình. Rồi các bạn chọn vào bắt đầu chụp. Rồi sau khi chụp xong, các bạn chọn vào sử dụng. Tiếp tục các bạn đưa mặt trước và mặt sau của giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của mình vào để tiến hành chụp và xác thực thông tin. Rồi các bạn chọn vào bắt đầu chụp. Rồi sau khi chụp xong, các bạn chọn vào sử dụng. Tiếp tục các bạn đưa mặt sau của giấy chứng minh nhân dân của mình vào. Rồi các bạn chụp. Rồi sau khi chụp xong, các bạn chọn vào sử dụng. Rồi lúc này nó sẽ hiện ra cái thông tin của mình. Các bạn xem là cái thông tin của mình đã chính xác chưa. Nếu chưa chính xác thì các bạn chọn vào chỉnh sửa. Rồi các bạn chỉnh sửa thông tin của mình. Còn nếu như đã chính xác rồi, các bạn chọn vào xác nhận. Rồi sau khi các bạn bấm vào xác nhận, nó sẽ ra cái giao diện. Lúc này các bạn sẽ đặt cái mật khẩu cho mình. Và cái mật khẩu gồm có 6 số. Và khi các bạn đặt cái mật khẩu này, các bạn phải nhớ cái mật khẩu của mình để sau này các bạn đăng nhập vào ứng dụng Viettel Money. Rồi sau khi các bạn nhập mật khẩu xong, nó ra giao diện như thế này. Thì tại cái giao diện này, các bạn chọn vào đóng. Rồi ok, như vậy là mình đã tạo xong tài khoản và xác thực thành công Viettel Money. Thì đây là cái giao diện chính của Viettel Money. Thì tại đây nó có rất là nhiều lựa chọn để cho các bạn sử dụng. Ví dụ như các bạn có thể chuyển tiền miễn phí và an toàn nhất, hoặc là các bạn chọn vào xem tất cả. Thì tại đây nó có rất là nhiều dịch vụ để cho các bạn sử dụng. Ví dụ như tiền điện, tiền nước, và các bạn có thể rút tiền, thanh toán khoản vay, thu phí không dừng, vay tiền vân vân, hoặc là nạp tiền điện thoại, mua thẻ cào, mua gói cước Viettel. Nó có rất nhiều tiện ích để cho các bạn lựa chọn và sử dụng. Rồi tại cái giao diện này, các bạn chọn vào xem số dư. Và đây là cái tài khoản tiền di động của mình, hiện tại nó có 0 đồng. Và các bạn có thể chuyển tiền vào cái tiền di động này để có cơ hội nhận được 10 triệu đồng từ Viettel Money. Và ở trên là Viettel Pay.
Nếu như các bạn muốn có một cái thẻ để các bạn rút tiền hoặc là chuyển tiền thì các bạn có thể chọn vào Viettel Pay để các bạn tạo cái thẻ cho mình. Rồi để nạp tiền vào tài khoản tiền di động, các bạn chọn vào tiền di động. Rồi tiếp tục tại cái giao diện này, các bạn chọn vào nạp tiền. Nếu như các bạn muốn nạp 100 ngàn thì các bạn chọn vào 100. Rồi các bạn chọn tiếp tục. Rồi sau khi nó chọn vào tiếp tục, nó sẽ ra giao diện như thế này. Thì lúc này nó sẽ có mục liên kết và nạp tiền, tức là liên kết ngân hàng rồi các bạn nạp tiền vào, hoặc là các bạn nạp tiền từ điểm giao dịch, hoặc là các bạn nạp tiền từ ứng dụng ngân hàng khác. Thì để thuận tiện cho các bạn dễ dàng sử dụng, để các bạn dễ dàng nạp tiền từ cái ứng dụng khác, mình sẽ chia cho các bạn cách nạp tiền từ cái ứng dụng ngân hàng. Rồi ví dụ như mình có tài khoản MB Bank như thế này, thì để nạp tiền vào tài khoản tiền di động của ví Viettel Money, các bạn chọn vào nạp điện thoại. Rồi đầu tiên các bạn nhập số điện thoại, các bạn đăng ký Viettel Money. Rồi tiếp tục các bạn chọn số tiền mà các bạn muốn nạp. Rồi các bạn chọn vào tiếp tục. Rồi các bạn xác nhận lại thông tin của mình. Sau khi xác nhận thông tin xong, các bạn chọn vào tiếp tục. Rồi các bạn chọn vào hoàn thành. Rồi ok, như vậy là mình đã nạp tiền vào tài khoản tiền di động của Viettel Money. Rồi ok, đó là cách nạp tiền từ ứng dụng ngân hàng khác. Còn trường hợp nếu như các bạn đã có tài khoản Viettel Pay thì nó sẽ có hình thức nạp tiền là từ Viettel Pay hoặc là liên kết ngân hàng hoặc là tại điểm giao dịch. Thì lúc này các bạn sẽ liên kết tài khoản ngân hàng của mình vào để nạp tiền vào tài khoản tiền di động. Thì việc liên kết tài khoản ngân hàng nó cũng rất là đơn giản. Các bạn chọn vào liên kết và nạp ngay. Thì trong này nó có rất nhiều ngân hàng để cho các bạn lựa chọn. Các bạn sử dụng ngân hàng nào thì các bạn chọn vào để liên kết. Thì mỗi ngân hàng nó sẽ có một cách liên kết khác nhau. Ví dụ như MB Bank các bạn chọn vào. Thì để liên kết cái thẻ ATM MB Bank, đầu tiên các bạn nhập cái số thẻ của mình. Tiếp theo các bạn nhập số chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu chủ thẻ. Và bước cuối cùng là các bạn nhập mật khẩu gồm 4 đến 6 số. Và đây là cái mật khẩu dùng để rút tiền tại cái ATM của thẻ. Các bạn nhập cái mật khẩu vào. Sau khi các bạn điền đầy đủ thông tin xong thì các bạn sẽ chọn vào liên kết thẻ ATM. Còn đối với ngân hàng Bảo Việt thì nó sẽ liên kết như thế nào? Các bạn chọn vào. Đầu tiên họ là liên kết tài khoản, họ là liên kết thẻ. Thì nếu như các bạn muốn liên kết tài khoản thì các bạn chọn vào liên kết tài khoản. Rồi lúc này các bạn sẽ nhập số tài khoản và tên chủ tài khoản của mình vào. Rồi các bạn chọn vào thực hiện liên kết, hoặc là các bạn chọn vào liên kết thẻ. Thì tại đây các bạn sẽ nhập số thẻ ATM của mình và tên chủ thẻ, rồi các bạn chọn vào thực hiện liên kết. Và với mỗi ngân hàng thì nó sẽ có cách liên kết khác nhau, nhưng nó cũng tương tự. Các bạn sử dụng ngân hàng nào thì các bạn chọn vào và các bạn làm theo hướng dẫn. Rồi các bạn liên kết tài khoản ngân hàng của mình. Sau đó các bạn sẽ chuyển tiền vào tài khoản tiền di động để có cơ hội nhận 10 triệu đồng từ Viettel Money. Còn trường hợp nếu như các bạn đã có tài khoản Viettel Pay thì các bạn có thể chọn vào Viettel Pay. Rồi các bạn sẽ chuyển tiền từ tài khoản Viettel Pay đến tài khoản tiền di động. Nếu như tài khoản Viettel Pay của bạn chưa có tiền thì để nạp tiền vào tài khoản Viettel Pay, các bạn chọn vào Viettel Pay. Thì đây là số tài khoản của Viettel Pay. Lúc này các bạn sẽ mở ứng dụng ngân hàng khác của mình lên, các bạn sẽ chuyển tiền vào số tài khoản này thì tiền nó sẽ được chuyển vào tài khoản Viettel Pay của mình. Ok, đó là những cách chuyển tiền vào tài khoản tiền di động của Viettel Money để các bạn có cơ hội nhận được 10 triệu đồng từ Viettel Money. Rồi sau khi nạp tiền vào tài khoản tiền di động, lúc này mình mở ứng dụng Viettel Money lên thì mình đã nhận được 1.000 đồng từ chương trình dùng là trúng, và số tiền sẽ được cộng vào tài khoản tiền di động trong 72 giờ. Và đây là cái chương trình rất hấp dẫn của Viettel Money. Nếu như các bạn hên khi các bạn nạp tiền vào tài khoản tiền di động, các bạn có cơ hội nhận được 10 triệu đồng. Vì khi các bạn nạp tiền vào tài khoản tiền di động, các bạn cũng không mắc mát gì. Số tiền của bạn nằm đó, các bạn có thể mua sắm hoặc là mua thẻ điện thoại, hoặc là các bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng của mình được. Cho nên các bạn không mắc gì mà các bạn vẫn có cơ hội nhận được 10 triệu đồng. Và mỗi tháng thì mỗi khách hàng được nhận tối đa là 3 phần quà. Rồi tiếp tục các bạn có thể đợi vài ngày, các bạn tiếp tục chuyển tiền vào để các bạn có cơ hội nhận được 10 triệu đồng từ Viettel Money. Hoặc là các bạn có thể chọn vào xem chi tiết chương trình. Và đây là cái chương trình của Viettel Money dùng là trúng. Và các bạn xem cái hàng cuối cùng, ưu đãi khi sử dụng tính năng nạp tiền vào tài khoản tiền di động được áp dụng từ ngày 19 tháng 4. Thì với chương trình này nó đã áp dụng từ lâu, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nhưng vào thời điểm đó nó dành cho những cái tài khoản khi mua sắm trên ứng dụng Viettel Money bằng cái tài khoản tiền di động. Tới ngày 19 tháng 4 năm 2022, nó bắt đầu áp dụng khi các bạn nạp tiền vào tài khoản tiền di động vẫn có cơ hội nhận được 10 triệu đồng từ Viettel Money. Rồi ok, các bạn xem cái tài khoản trên tiền di động của mình là 51.000. Thì 50.000 lúc nãy mình đã chuyển vào là 1.000 từ cái tiền thưởng dùng là trúng của mình. Thì khi các bạn nạp tiền vào tài khoản tiền di động này, các bạn có rất nhiều hình thức nạp,
Nếu như các bạn nạp cái hình thức này không được, các bạn có thể chuyển qua liên kết tài khoản ngân hàng khác để các bạn nạp tiền vào cái tài khoản tiền di động này của mình. Rồi ok, như vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta đăng ký tài khoản Viettel Money và cách chúng ta nạp tiền vào tài khoản tiền di động để có cơ hội trúng 10 triệu đồng từ Viettel Money. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Ông Việt.